Lễ nghĩa là tiêu chuẩn phân biệt giữa văn minh và mông muội. Xưa, các bậc thánh hiền có đạo đức cao thượng đều rất coi trọng lễ nghi, coi nó trở thành quy phạm đạo đức, ước thúc hành vi con người. Trong ứng xử hàng ngày với nhau, quả thực người ta không thể thiếu lễ. Lễ nghi là tiêu chuẩn đạo đức và là nét văn hóa tu dưỡng của con người. Từ xưa đến nay, các bậc thánh nhân luôn dùng lễ làm chuẩn mực trong cách cư xử giữa người với người. Từ suy nghĩ, lời nói đến hành vi, thầy đều phải coi trọng lễ. Trong giao tiếp xã hội, tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác, đó chính là lễ. Lễ là kính trọng người khác. Cái gọi là lễ này nhiều người không còn lạ. Trong xã hội cổ đại, lễ nghi quy phạm đạo đức và hành vi của con người, cũng là biểu tượng của văn minh. Trong lịch sử, lễ nghi đã không ngừng được tu chỉnh, hoàn thiện, kế thừa và phát huy. Ba bộ sách trước tác kinh điển Chu Lễ, Nghi Lễ và Lễ Ký chuyên viết về lễ nghi có địa vị quan trọng trong nền văn hóa truyền thống Á Đông. Lễ hàm chứa sự kính sợ của con người đối với vũ trụ, trời đất, sự truy tìm đối với đức tính, sự truy cầu đối với sự hài hòa, sự kỳ vọng và khoan dung đối với bản thân con người. Lễ hàm chứa sự mong ước của con người đối với cuộc sống tốt đẹp, cũng như sự coi trọng và bồi dưỡng đối với hứng thú thẩm mỹ và sự hài hòa đối với trật tự xã hội. Trong Tả truyện Ân Công thập tam niên có viết: lễ quản lý quốc gia, yên định xã tắc, khiến dân có trật tự nề nếp, có lợi cho người kế thừa sau này. Lễ còn trở thành tiêu chuẩn phân định văn minh và dã man. Cổ nhân dùng lễ mà phân biệt văn minh hay dã man, mà không dùng huyết tộc để phân biệt nội ngoại. Lễ là trật tự, lễ là quy phạm có quan hệ nghiêm khắc của trật tự xã hội, của tôn ti trên dưới. Lễ là chế độ khuôn phép, chế độ quan lại trong chu quan từ thời cổ đại đến nay vẫn là một mẫu mực chủ yếu về cơ cấu chính phủ. Lễ còn là chuẩn mực trong đời sống hàng ngày. Các lễ nghi chuẩn mực mà lễ chế định theo yêu cầu của nhân nghĩa, trung tín, đức hạnh bao gồm hết thảy trong đó. Lễ không chỉ vạch ra phân định giữa người và động vật, mà còn nâng cao trạng thái chung sống giữa con người với con người. Nếu như ông chủ một công ty có thể dùng lễ đối đãi với nhân viên, vậy công ty đó ắt sẽ một lòng đoàn kết. Dùng lễ với người nhà, vậy gia đình ấy sẽ luôn vui vẻ hòa thuận. Đó là lý do vì sao nói lễ nghi là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp. So với đó, bất kể tiền tài, danh vọng nào cũng không thể bì được. Lễ chính là biểu hiện phép tắc của trời đất tại xã hội con người, cũng là chuẩn tắc trong cuộc sống đời thường. Nó căn cứ theo yêu cầu nhân, nghĩa, văn, hạnh, trung, tín mà thành. Lễ không chỉ phân biệt giữa con người và động vật, mà còn là cơ điểm để phân biệt một người có giáo dưỡng hay không. Tuân Tử, nhà nho, nhà tư tưởng nổi tiếng vào cuối thời Chiến Quốc, trong cuốn Tuân Tử Tu Thân đã viết: nhân vô lễ, tắc bất sinh. Sự vô lễ, tắc bất thành. Quốc gia vô lễ, tắc bất ninh. Có nghĩa là người không thủ lễ không cách nào sinh tồn, làm việc không có lễ không thể thành công, quốc gia không có lễ thì không thể an nội mà bình ngoại. Trong Tả truyện Văn Công thập
Ngũ Niên có viết: lễ dĩ thuận thiên, thiên chi đạo giã. Có nghĩa là lễ là thuận theo đạo trời. Lễ đã trở thành mốc giới để phân định sự mông muội và văn minh, là quy phạm nghiêm khắc về trật tự xã hội và mối quan hệ tôn ti trên dưới. Nói cách khác, lễ chính là phép tắc của quốc gia. Một quốc gia đã không còn trọng hiếu lễ sẽ trở nên đại loạn, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh khinh yếu, tất trở thành một nơi ô yên, chướng khí. Ta là người lữ khách, qua đây tạm dừng chân, đâu cũng là quán trọ, đi rồi không vấn vương. Ta là người lữ khách, không mang nặng hành trang, chân mây đầu gối nhẹ, như sương ngàn vân du. Một nụ hoa chớm nở, một sắc đẹp vừa tàn, đến đi như sợi nắng, mất còn như hư không. Một sáng ngây người hỏi, còn lại gì mai sau? Ta lặng yên không nói, em thơ gập cúi đầu. Đức Thế Tôn thường dạy, nghĩ nói cùng việc làm, cả ba hằng trong sáng, vì phúc lạc hạ xa. Ngang qua vùng đất lạ, lưu lại hạt hồng tâm. Trong khu vườn xinh nhỏ, nở mấy cụm sen vàng. Bên rừng cây cổ thụ, dòng suối tình reo ca. Gió lành về muôn hướng, cội tùng già trăng lên. Kính thưa các bạn, bài thơ thiền của Đức Sơn Cư đã khép lại clip này. Xin cảm ơn các bạn lại hạ cố ghé xem. Thân ái, kính chào các bạn.